Ủa chứ ba mẹ con có đi cùng với con không? Dạ không. Ủa sao ba mẹ con không đi với con? Thì ba mẹ con đi chơi rồi. Tôi là anh Ba Ngốt, từ dưới quê lên nước Sài Gòn, đi Bình Tiên sơ lớn rồi ghé qua thăm đến nhà Rồng. Từ quê nhà biển Tây giờ đến đây đi hết Sài Gòn. Rồi, quen không chưa? Rồi. Cô, chú, mấy bạn này đâu có trả lời câu của con. Ừ, chú biết vậy, bạn nào mà biết được tên mấy bạn kia, bạn còn lại là bạn đó thành, bạn đã chiến thắng. Quý vị các bạn thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bí Mật Của Con. Đây là một cái idea mà do Coleman nghĩ ra, bởi vì mình nhìn thấy rằng các bé đó, đặc biệt là các bé từ 3 tới 8, 9 tuổi, kể cả mười mấy tuổi nữa, các bé cũng có rất nhiều thứ muốn chia sẻ, nhưng mà nhiều khi các bé không có một cái cơ hội nào cả. Và thậm chí ở nhà thì đôi lúc là quý phụ huynh chúng ta cho các bé đi học, rồi cho các, rồi đi học không chỉ học chữ, học nghệ thuật, học rồi thậm chí một số bé còn tham gia biểu diễn nghệ thuật nữa. Thì cho nên là hầu như thời gian, phần lớn thời gian của các bé, hầu như là các bé thật sự là rất ít thời gian để giao lưu với bố mẹ. Bản thân Coleman cũng vậy, có hai đứa con gái nhỏ 5 tuổi, 6 tuổi và bây giờ là 6 tuổi, 7 tuổi, thì cái thời gian của mình dành cho các con rất là ít. Chính vì vậy cho nên là đôi lúc là mình cũng không biết các cháu đang suy nghĩ gì về mình, và các cháu, quan trọng là các cháu đang có cái mơ ước gì, có cái bí mật gì mà đôi lúc phụ huynh chúng ta không hề biết. Đấy, thì với cái mục đích là làm sao để tạo một cái cầu nối giữa các bé và phụ huynh, cũng như là chúng ta hiểu hơn về các con trẻ chúng ta, để chúng ta có những phương pháp này, giáo dục, dạy dỗ, cũng như là kết nối gần hơn với con trẻ của mình, hiểu hơn, và đặc biệt là phải chăm sóc con cái mình nhiều hơn nữa. Thì đó là lý do mà Coleman nghĩ ra một cái show gọi là Bí Mật Của Con. Và vừa rồi thì một số tập đã lên sóng, 4-5 tập đã lên sóng, thì Coleman rất là vui khi nhận được sự ủng hộ rất là nhiệt tình của đông đảo quý khán giả, và đặc biệt là quý phụ huynh. Đặc kể cả các bạn trẻ chưa có gia đình cũng vậy, nói chú ơi, những cái câu chuyện trong Bí Mật Của Con nó dễ thương quá, các bé dễ thương quá, chú tiếp tục làm đi. Và đó cũng chính là động lực và cảm hứng để cho Coleman tiếp tục thực hiện chương trình này. Và sẽ, Coleman hứa với mọi người rằng sẽ cố gắng làm sao làm chương trình này một cách đều đặn hơn nữa, và tìm kiếm những bé và làm sao cho nó càng ngày càng hấp dẫn, để trở thành một cầu nối kết nối các thành viên trong gia đình, đặc biệt là các thành viên bé nhỏ của gia đình chúng ta. Rồi, ngày hôm nay thì ba đứa con đã gặp nhau rồi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ đầu tiên, thử thách đầu tiên của ba bạn là, hồi nãy chú cho tụi con 3 phút để làm quen với nhau rồi. Bây giờ đầu tiên, bây giờ con đi, con ngồi góc kia, con biết gì về hai bạn này? Bạn này tên gì? Bạn này tên gì? Và bạn này bao nhiêu tuổi? Nếu bạn nào nói đúng thì bạn đó sẽ được quà, còn bạn nào nói không đúng thì thôi, không có quà. Bạn này là 6 tuổi. Tên gì? Rồi bạn này? Bạn này 7 tuổi. Con tên gì không biết luôn? Nhau. Trời, kỳ vậy? Tại vì hồi mà bạn này hồi nãy con hỏi mà bạn này không chịu trả lời. À. Rồi vậy con biết bạn này tên gì không? Dạ, Lê Trường Anh Tuấn. Sai rồi. Ủa, Lê Trường Anh Tuấn hả? Sai hả? Dạ. Chứ con tên gì? Dạ, con tên là Trường Lê Tuấn Anh. Trần Lê Tuấn Anh thì bên đây giới thiệu là Lê Trần Anh Tuấn. Hay quá à, con đảo tên giỏi thiệt á. Trần Lê Tuấn Anh đúng không? Rồi, đây là bạn Tuấn Anh. Thôi thì vậy con tự giới thiệu về con luôn đi.
Dạ con tên là Trường Lê Tuấn Anh, con 7 tuổi. Con học trường gì? Dạ con học trường Yên Thế. Yên Thế hả? Con học lớp mấy? Dạ con học lớp 2. Con học lớp 2. Rồi. Hôm nay con đến với chương trình bí mật của con đi một mình hay đi với ai? Dạ con đi với mẹ. Rồi. Vậy là anh Tuấn đúng không? Tuấn Anh hay anh Tuấn chưa quên? Dạ Tuấn Anh. Tuấn Anh, trời ơi. Tôi còn quên nữa, chú còn quên nữa, đừng nói chi các bạn ha. Rồi. À, còn con tên gì? Dạ xin giới thiệu con tên là Lê Nguyễn Nguyên Phúc. Hôm nay con 6 tuổi mà con học lớp mấy? Lớp 1. Học lớp 1, trường gì con? Dạ trường Chính Nghĩa. Chính Nghĩa hả? Dạ. À, Nguyên gì con nói, con Nguyên gì? Nguyên Phúc. Lê Nguyễn Nguyên Phúc. Lê Nguyễn Nguyên Phúc. Rồi con Tuấn Anh, đây là Nguyên Phúc đúng không? Để chú ráng chú nhớ, tại chú già rồi nên chú mau lẫn lắm, nói cho chú quên liền. Tuấn Anh 7 tuổi, Nguyên Phúc 6 tuổi đúng không? Còn Nguyên Phúc, Nguyên Phúc này con đến đây với ai? Dạ với một cái, với một cô. Cô nào? Dạ cô đó tên là Hương. Cô đó tên là Hương. Mà cô đó là gì của con? Cô đó là... Cô đó là cô của anh. Ủa chứ ba mẹ con có đi cùng với con không? Không. Ủa sao ba mẹ con không đi với con? Tại ba mẹ con đi chơi rồi. Ba mẹ con đi chơi rồi? Dạ. Trời. Rồi xong bỏ con mình cho cái cô Hương nào đó hả? Dạ cái cô Hương đó là gì của ba con? Dạ là chị, là ba con chưa là cô... bồ nhí hả? Phải không? Dạ không. Cô Hương đối với ba con là một người lạ. À, cô Hương đối với ba con là một người lạ. Tức là cô Hương chưa gặp ba con bao giờ luôn. Dạ. Ừ. Nhưng mà sao cô Hương gặp con được hay vậy? À, lúc có lần á, sáu mẹ dẫn con quay về. À. Mẹ dẫn con quay về cô Hương chơi. À vậy hả? Mẹ con biết cô Hương. Ừ, rồi. Rồi, thôi bây giờ còn bạn quần đỏ áo trắng này nhìn cái mặt hề quá. Chú quen quen nha. Con tên gì? Dạ, con tên là Tin Tin. Lên là Tin Tin hả? Con đi ai, ai đi với Tin Tin tới đây? Dạ, ông ngoại con. Với bà ngoại. Dạ. Đúng không? Dạ. Ông bà ngoại tới đây. Dạ. Con đang học trường nào? Dạ, trường Chi Lăng. Trường Chi Lăng. Ồ. Bạn con đông không? Lớp con bao nhiêu bạn? 36 bạn. Ừ. Trong lớp con có để ý bạn gái nào không? Dạ. Không thích bạn gái nào hết hả? Thích bạn trai hơn. Tại sao không thích bạn gái? Tại vì bạn gái không nhận. Thì sao? Thì mắc cỡ nha. Cười em chứ cười vậy. Lớp con có bạn gái nào đẹp đẹp không? Dạ. Lớp 40 bạn mà 39 bạn mà không có bạn, 30 mấy bạn mà không có bạn nào đẹp hết hả? Ừ. Rồi lớp khác? Dạ có. Ờ. À, con vậy con để ý con thích bạn, cái bạn gái nào ở lớp khác? Lớp nào? Dạ con không có để ý bạn nào. Ừ. Mấy bạn để ý con thôi. Dạ. Con không thích bạn nào luôn. Dạ. À, rồi chú hiểu rồi, nói chung là con hơi chảnh đúng không? Sái ca phải không? Dạ. Cười. Chú với con có quen biết trước không? Chú tên gì? Dạ, chú tên là chú Điền. Nói lớn lên làm chú gì? Tên là chú Điền. Chú Điền sai rồi, hôm nay chú hết. Chú, cái tên Điền nó đã đi vào quá khứ rồi, đã đi vào dĩ vãng rồi. Giờ cái tên mới... Chú tên là Coleman. Chú tên là Coleman. Tụi con có biết tên chú Coleman không? Chú anh biết không? Dạ. Biết tên chú không? Dạ. Rồi, con biết tên chú không? Phúc không biết luôn. À, rồi vậy thì hôm nay chú tự giới thiệu luôn nha. Rồi mà chú chưa tự giới thiệu thì bạn Tin Tin đã giới thiệu rồi. Tin Tin là bạn Tin Tin năm nay là 7 tuổi đúng không? Rồi hai bạn này cùng tuổi nhau, còn ở giữa là 6 tuổi. Rồi ở giữa là ngôi sao trung tâm của hôm nay 6 tuổi, coi như là em út ha. Đó, em út của hôm nay là cái buổi gặp gỡ này là chúng ta có một bạn em út, bạn Phúc là có 6 tuổi em út. Rồi thôi có gì là hai anh Tin Tin và anh Tuấn Anh sẽ hỗ trợ cho em Út mạnh dạn
ngồi nói chuyện với chú Colorman nha. Đây chú tự giới thiệu, chú tên là chú Điền, nhưng mà cái tên đó là tên của 20 năm về trước. Còn năm 2018 chú có cái tên mới, Colorman. Không biết Colorman là gì không? Colorman là màu. Đúng rồi, chú màu sắc, chú sắc màu. Hay là chú màu mè cũng được. Ok ha, vui ha. Color là màu đúng không? Có dạ. Tụi con biết không? Tụi con biết tiếng Anh color là màu, man là người đàn ông. Đó thì tụi con muốn gọi chú là chú hay là người đàn ông gì cũng được nha. Ông sắc màu. Rồi, đầu tiên chú thấy lâu ngày gặp lại Tin Tin. Bây giờ chú bảo là sao Tin Tin hôm nay chú thấy Tin Tin ốm quá vậy? Dạ tại vì con ít ăn cơm. Trời ơi, mai ít ăn cơm mà ốm vậy đó. Con đứng xuống ngay cho bà con coi nè, đó mọi người thấy. Trời, Tin Tin ốm ghê luôn. Chú ghẹo con đó, chú nói sao lúc này con mập ra thêm á, phải không? Rồi, thôi mời con ngồi đây. Rồi, bây giờ chú hỏi Nguyên Phúc nè. Hôm nay ba mẹ con đi chơi mà đi đâu con biết không? Dạ không. Không biết, ba mẹ con đi chơi không có báo cáo con luôn hả? Dạ không. Rồi, mà ba mẹ con có thường đi vậy không? Có. Có hả? Mà lần nào đi cũng là con ở nhà với ai? Nhà anh hai. Ở nhà với anh hai. Có ông bà không? Không, ông bà ở xa, ông bà ở dưới Long Khánh lận. Ờ, vậy hả? Con ở chung với anh hai. Anh hai con năm nay nhiêu tuổi? Dạ 13 tuổi. Rồi ai nấu cơm cho hai đứa con ăn? Dạ chị con. À chị nữa hả? Chị con năm nay nhiêu tuổi? Chị con hôm nay 23 tuổi. Ừ. Chị con có chồng chưa? Chưa. Vậy hả? Rồi. Là chị con nấu cơm cho hai anh em ăn. Dạ. Ồ. Mà ba mẹ con có thường đi đi nhiều vậy không? Dạ không, dễ thương bởi chú giật ba mẹ con mới đi thôi. À vậy hả? Ba mẹ con ít đi chơi quá ha, cứ canh thứ bảy chủ nhật đi chơi ha. Dạ. Xong cho ba đứa con ở nhà ha. Ba mẹ con dễ thương ha. Rồi con có muốn nhắn với ba mẹ con cái gì không? Dạ. Dạ. Ba mẹ đi chơi lâu lâu cho con ở nhà thoải mái hả? Dạ. Dạ trời. Trời đâu có thấy buồn gì đâu trời. Rồi trong ba đứa con là giờ chú hỏi nè. Bạn nào biết hát giơ tay lên chú coi. Ủa, ba bạn biết hát hết. Hay vậy. Rồi bây giờ chú hỏi bây giờ Tuấn Anh bài hát mà con thích nhất là bài gì? Dạ có bài hát con thích nhất là bài Bắt Kim Thang. Bắt Kim Thang. Trời 7 tuổi mà hát Bắt Kim Thang đó hả? Phải nhờ con biết nhờ bài. Con còn biết nhiều bài lắm. Biết nhiều bài lắm hả? Nhưng con thích bài Bắt Kim Thang nhất. Giờ con hát khoảng mấy câu tặng các cô chú đi, với lại ba mẹ đi. Dạ. Bắt Kim Thang cà lan bi rờ, cột qua kèo là kèo qua cột. Chú ban nhậu qua cầu mà té. Chú ban ớt ở lại làm chi. Con le le nắm chấm thổi kèn. Con bìm bìm thổi tò tí tè tò tè. Rồi, cho bạn đứng ăn một tràng pháo tay nha. Rồi bây giờ tới giọng ca thứ hai, mời bạn Nguyên Phúc, con thích bài gì nhất? Dạ. Suy nghĩ. Chú ơi, con biết nè. Hai bạn này cũng là bài Bắt Kim Thang luôn. Mà cô, mà ba bọn con định xong ca. À không, hai bạn này biết bài đó thôi. Nhưng mà con thích bài gì nè, để hỏi bạn đi. Dạ Bắt Kim Thang. Bắt Kim Thang luôn hả? Mình thôi như em Út đi, thôi mình du di cho em Út đi. Rồi em Út này hát chung bài được rồi ha. Để em Út mắc cỡ, thì Phúc đang mắc cỡ. Hỏi bạn đường đỏ đi. Bạn này giống gì đó, ông già Noel tí hon quá. Con thích bài gì? Dạ, con thích bài Anh Ba Ngố Miền Tây á chú. Anh Ba Ngố Miền Tây, rồi. Rồi, trong khi chờ đợi bạn Nguyên Phúc thì chúng ta hãy đến với bạn Tin Tin với bài Anh Ba Ngố Miền Tây, đúng không? Rồi, bắt đầu mời Tin Tin.
đi bình tiên solo, rồi ghé qua thăm bên nhà rồng. Từ quê nhà biết mấy giờ đến đây đi hết Sài Gòn. Đi xuống tiền bến thẳng, mày bật đặt ở túi nhà xe nhé ba. Tôi nhà quê đâu biết Sài Gòn đây bao thứ lạ kỳ. Bà ơi lại đây yêu quá, con muốn đi chơi khắp Sài Gòn. Nghe Sài Gòn thật đông, đêm dần vui thấy phố lên đèn. Ba muốn chơi dính hoàng là Sài Gòn thành phố bông trang. Rồi, hay quá. Hả? Tuấn Anh nói sao? Tuyệt vời quá. Tuyệt vời quá. Đó, con cảm ơn bạn Tuấn Anh kìa. Cảm ơn bạn. Rồi, cảm ơn bạn. Hồi nãy con còn làm vậy. Đúng rồi, quá. Quá tuyệt vời đúng không? Rồi, tụi con về tụi con luyện bài Ba Ngố Miền Tây luôn nha. Đúng không? Bài đó hay mà đúng không? Dạ. Riêng chú Coleman sẽ luyện bài này bữa nào hát chung với con. Được chưa? Chơi không? Rồi, nhất trí. Thôi bây giờ bắt đầu cái phần gọi là mình biểu diễn tài ca hát nhẹ nhẹ cho quý khán giả và phụ huynh coi là coi như mình xong ha. Bây giờ chú nói chuyện với tụi con chút xíu nha. Đó. Bây giờ mình đi vô chủ đề chính. Rồi thôi bây giờ cho con biết cái chương trình bí mật của con là mục đích là gì không? Dạ không. Thì con biết. Ừ. Rồi con biết làm sao? Là kể hết bí mật mà mình chưa kể với ba mẹ ra. Rồi, xuất sắc. Đó, Tuấn Anh nói rất đúng. Rồi, tụi con có bí mật gì mà chưa kể với ba mẹ không? Tin? Dạ. Có không? Chắc chắn. Con có cái bí mật nào mà chưa giờ con kể cho ông bà ngoại con không? Diễn ghê thiệt luôn. Cái này là diễn hay thiệt vậy? Thôi chút xíu mình nói ha. Đúng rồi. Nhưng mà đó, bạn Tuấn Anh nói rất là đúng là cái chương trình này là chú ngồi nói chuyện với tụi con để tâm sự với tụi con coi tụi con có cái gì mà bí mật mà mình chưa giờ nói chuyện với ba mẹ mình, mà mình muốn thông qua cái chương trình này để mình nói chuyện với ba mẹ mình. Ví dụ như là con muốn giày, con muốn ba mẹ ở nhà với con nè, rồi con muốn ba mẹ dắt con đi du lịch, hay ba con muốn ba mẹ dành thời gian cho con nhiều hơn, rồi con muốn ba mẹ mua đồ chơi cho con, ví dụ vậy, đúng không? Dạ. Đó, thì tụi con cứ nói cho chú xong rồi chú sẽ thông qua chương trình chú gửi gắm cho ba mẹ con, thì biết đâu đó là nhiều khi những cái bí mật hay là cái ước mơ của tụi con sẽ được thực hiện. Đồng ý không? Nhưng mà phải nói thiệt nha, đừng có sợ bị ba mẹ la nha, tại vì chú sẽ là người bảo vệ tụi con, được chưa? Thống nhất vậy ha. Dạ. Rồi, bí mật của các con là gì? Bí mật của các con là gì? Hả? Phúc nói yên, mạnh dạn lớn, gì đâu sợ. Dạ, là con muốn ba mẹ tổ chức sinh nhật trong trường cho con. Đó, ba mẹ sinh nhật con tháng mấy? Dạ, 3 tháng 6, mình đợi lâu lắm. 3 tháng 6 hả? Quý vị các bạn thân mến, nhưng ta có nghe bạn Nguyên Phúc không? Bạn nói một cái câu, chứ trước giờ ba mẹ con chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho con. Dạ. Tổ chức ở nhà thôi. Dạ. Chứ không có tổ chức trong trường cho con hả? Tổ chức một chai nước. Hả? Tổ chức sinh nhật có một chai nước à? Tổ chức sinh nhật ở nhà đó. Sinh nhật ở nhà, có bánh không? Dạ không luôn. Trời ơi, sao buồn vậy? Rồi ba mẹ Quân Nguyên Phúc ơi nè, đó bí mật của con đó. Bí mật của con đơn giản vậy đó. Con chỉ muốn ba mẹ tổ chức sinh nhật cho con ở trong trường. Với lại ba mẹ con sinh nhật của con thì phải cho con bánh với chứ. Gì cho con có con chai nước vậy? Nước suối hay nước ngọt? Nước ngọt.
À, nước ngọt còn đỡ đi ha, không cho nước, không cho uống nước ngọt, cho uống nước suối không nữa nó lạc nhách luôn á. Nhưng mà vậy thì sinh nhật con đâu có ai tặng quà cho con hả? Có mấy bạn trong trường. À, mấy bạn trong trường. À, tức là con kể cho các bạn biết là sinh nhật của con. Dạ. À, xong trong trường các bạn tự tặng quà cho con. Nhưng mà con muốn là ngày 3 tháng 6 là sinh nhật của con, sang năm thì ba mẹ tổ chức cho con trong trường, đúng không? Đúng. Rồi. Ok, rồi vậy là đó là cái bí mật đầu tiên của bạn. Đó mà Clement tin chắc rằng chưa chắc ba mẹ của Nguyên Phúc biết đâu nha. Đó quý vị phụ huynh thân mến, đôi lúc là con trẻ chúng ta ước mơ có chút xíu đơn giản vậy mà nhiều khi mình đâu biết đâu. Rồi giờ đến với Tuấn Anh nè. Tuấn Anh này chắc nhiều chuyện để kể lắm nè. Giờ con muốn con có cái chuyện gì bí mật con chưa giờ con kể ba mẹ con không? Ví dụ ở nhà con làm gì hoặc là con có gì mà con giấu ba mẹ, con không cho ba mẹ con biết. Cái tiền. Hả? Con có cái bí mật gì mà con chưa giờ nói chuyện với ba mẹ con nghe không? Thí dụ như là trong lớp hay bất cứ gì á. Dạ, chuyện nào con cũng kể cho ba mẹ hết trừ một chuyện. Trừ một chuyện. Chuyện gì đâu con nói cho chú nghe đi. Hồi hôm qua cô tự ghét con Doraemon và mấy giờ không vừa. À, là ngày hôm qua, mới xảy ra ngày hôm qua. Là con tự nhét con Doraemon vô máy giặt. Rồi sao? Không vừa rồi, rồi con để đó rồi đó mẹ đi qua. Con mẹ nhét vào vừa rồi qua đánh con. Đánh con hả? Là sao chú chưa hiểu, tức là con nhét cái con Doraemon vô máy giặt. Rồi xong cái mẹ con mở máy giặt ra. Nhét nó vô, rồi mẹ con nhét vô. À. Rồi về đánh con. À rồi, tức là con lấy con gấu bông con bỏ vô máy giặt. Đúng không? Con nhét vào không được. Rồi mẹ con qua nhét vào được. Rồi mẹ về đánh con. Tại sao đánh con? Đúng không Tin? Tin chưa hiểu luôn nè. Tại sao đánh con? Là vì con nhét không được. Kỳ vậy? Tức là nhét cái con đó vô để giặt cho nó sạch nó hả? Con nhét không được mà mẹ con nhét được. Rồi mẹ con đánh con vô đâu? Đánh vô đích. Đánh vô chân. Đánh mấy cái. Xương nguyên cục ở đây luôn. Ồ, xương nguyên cục luôn. Chú coi coi. Tin qua kiểm tra coi Tin. Có xương không? Đâu có xương gì đâu. Có xương không con? À. Nhưng mà nó đau. Đau hả? Mẹ con đánh bằng cái gì? Đánh bằng cái gì? Cái cây. Cái cây? Cây bự không? Bự cái nào? Bự cái dày không? Dày. Dày. Cây bự bằng ngón tay không? Nó dài như vậy đúng không? Nhưng mà cái cây nó, cái đường gọi là cái... Nó to cỡ cái ngón tay không? Hay là nó bự hơn? Nó to cỡ... Còn con này hả? Rồi hiểu. Nó dài như vậy mà nó to cỡ như vậy. Đúng không? Rồi chú hiểu rồi. Đó. Cái mẹ con quýnh một cây hả? Quýnh mấy cây? Không nhớ luôn hả? À, là con buồn hả? Nhưng con không nói ba mẹ con. Thôi. Đó quý vị các bạn thân mến đó. À, đôi lúc là nhiều khi mình chỉ nóng nảy chút xí thôi ha. Mình khẽ con mình có một roi nhẹ nhẹ thôi. Đó mà xong rồi nó la nó buồn. Buồn xong rồi nó đó là thành là bí mật. Nó chất chứa trong lòng ghê chưa. Rồi xong cái chân không có bị gì hết. La cái chân bị sưng dù đâu, sưng đâu sưng. Nhưng mà đau lắm. Đau lắm hả? Vậy con... buổi tối thôi hôm qua sưng đỏ luôn. Qua sưng đỏ luôn hả? Mẹ con có thấy không? Không, lúc đó ngủ rồi. À, mẹ con ngủ rồi. Lúc đó mấy giờ tối? Dạ lúc đó là 10. 10 giờ tối. Trời ơi, rồi mình mẹ con đâu biết đâu đúng không? Rồi chắc chắn là mẹ Tuấn Anh mà coi này chắc rớt nước mắt luôn đó. Đôi lúc mình hơi nóng nảy chút xíu, mình khẽ con mình cái là buồn. Xong giờ để em lòng. Rồi, giờ con có muốn nói với mẹ con gì không? Dạ. Có muốn nói mẹ ơi, mốt mẹ có giận con thì mẹ la con thôi chứ mẹ đừng đánh con đau lắm. Muốn nói không? Con nói mẹ con cũng đánh con. Nói mẹ con đánh con hả? Vậy hả? Mẹ con đánh con hoài luôn hả? Trời ơi, cái vậy? Thôi mà chắc con ở nhà con cũng quậy lắm chú nghĩ vậy. Có quậy không? Thôi chỉ nói đùa thôi, nhưng mà thật ra thì các con trẻ của chúng ta, các bạn mà nhất là những cái bạn hiếu động giống như bạn Tuấn Anh này, chắc chắn là
nhiều khi phụ huynh cũng bực lắm, chịu không nổi. Nhưng mà các phụ huynh ơi, đó, mình cũng ở góc độ là một phụ huynh, năm nay 50 tuổi rồi, ba con rồi. Con lớn năm nay là 19, 20 rồi. Hai con nhỏ thì 5 tuổi, 6 tuổi. Thì cũng chia sẻ với quý phụ huynh rằng là đôi lúc là con cái vậy đó, nhiều lúc bực lắm. Nhưng mà thôi, chúng ta hạn chế nha. Một đòn roi một chút xíu, đôi lúc đó, các bé nó nhạy cảm, nó suy nghĩ hoài, tội nghiệp lắm ha. À, mình khuyên, mình nói thôi nha quý vị phụ huynh ha. Rồi giờ thôi, để chú hỏi qua bên Tin Tin. Đó, Tin Tin bây giờ cười cà cà. Chú thấy là con đi, con cũng hay đi biểu diễn chương trình này chương trình kia đúng không? Dạ. Ừ, để chú dặn lại cho nó chặt nè. Là xong rồi con biểu diễn rồi, tiền của con, tiền người ta cho con ai giữ? Dạ bà ngoại con giữ. Ngoại giữ hả? Rồi xong rồi lâu lâu bà ngoại có cho tiền con mua bánh mua kẹo ăn không? Có không? Chắc cho con ăn nhiều quá nên con mới ốm vậy đúng không? Ta hỏi Tin là Tin có cái chuyện gì mà trước giờ con chưa bao giờ con tâm sự cho ông bà ngoại nghe không? Dạ có. Có, rồi con nói đi. Sao tự nhiên bữa nay rụt rè vậy? Dạ con. Rồi, cái chuyện gì mà con chưa bao giờ con nói cho ông bà ngoại nghe mà hôm nay nè con ngồi với chú Coleman nè, con muốn là nhờ chú nói giùm. Giờ con nói qua chú đi, chú nói qua ông bà ngoại cho. Dạ con muốn bà ngoại con đãi sinh nhật cho con thiệt bự. Sinh nhật cho con thiệt bự. Sinh nhật con là tháng mấy? Ngày mấy, tháng mấy? Ngày 10 tháng 6. Bạn này 3 tháng 6, bạn này 10 tháng 6. Bạn này 3 tháng 6 nè, con 10 tháng 6. Rồi giờ mới có tháng 12 à. Vậy còn 6 tháng nữa lâu lắm nha. Thôi nhưng mà 6 tháng nữa thôi, giờ để chú nói với ông bà ngoại ráng cố gắng để dành tiền tới từ giờ 6 tháng nữa. Tổ chức sinh nhật bự thiệt bự cho con hả? Rồi. Ông bà ngoại ơi, ông bà ngoại nếu mà ngồi trước màn hình mà coi kênh YouTube của Coleman thì ông bà ngoại nhớ nha. Nhớ cho thực hiện giấc mơ của bí mật của Tin Tin chút xíu ha. Tổ chức cho Tin Tin một cái sinh nhật bự thiệt bự luôn hả? Thôi bự vừa vừa thôi ha. Ừ. Rồi con mời ai? Con sẽ mời ai? Con mời bạn của con. Bạn của con hả? Bạn học của con hả? Dạ. Con có muốn mời hết 36 bạn không? Dạ. Dạ không. Con muốn mời bao nhiêu bạn? Con mời đó, 9 bạn hả? À, ông bà ngoại ơi, mời có 9 bạn thôi nha. Đó. Vậy là mình dư sức tổ chức đúng không mà ông bà ngoại? Rồi vậy là bây giờ đầu tiên là rồi con còn có cái ước mơ gì mà con muốn nói với ông bà ngoại ngoài cái chuyện là sinh nhật không? Con muốn ước mơ của con trở thành trở thành cái gì? Họa sĩ. Trở thành họa sĩ. Rồi con thích vẽ lắm hả? Dạ. Con có vẽ mỗi ngày không? Dạ có. Ừ. Ngày con vẽ bao nhiêu bức? Dạ 5 bức. Ừ. Ngày vẽ 5 bức. Nhưng mà giờ chú hỏi này, sao chú thấy con cái gì cũng ông bà ngoại hết mà không thấy con nói tới ba con mẹ con? Ba con mẹ con ở đâu? Dạ mẹ con ở chung với con, còn ba con thì đi Thái Lan rồi. À, mẹ con ở chung với con. Dạ. Ba con đi Thái Lan. Dạ. Con có nhớ ba con không? Dạ có. Ừ. Rồi ba con có thường về thăm con không? Dạ có. Ừ. Rồi, ba con đi làm ở Thái Lan? Dạ, ba con đi chơi. Cậu. Ba con đi Thái Lan đi chơi hoài luôn hả? Kỳ vậy? Không, đi diễn đó bà. À, đi diễn. Vừa đi diễn vừa đi chơi. À, ba con vừa đi diễn vừa đi chơi. Vậy là ba của Tin Tin nè, đi diễn thôi, bớt đi chơi lại nha. Đi diễn xong rồi về với con nha. Trời, có cái cục cưng vậy mà không về với nó, để ở nhà nó cứ nhớ hoài. Rồi, thì con có muốn nhắn với ba con gì không? Dạ, có. Con nói với ba con đi, con nói qua chú nói qua ba con lại. Ba đi diễn nhanh về thăm con, chở con đi đây đi đó để đi chơi với con. Rồi ba Tin Tin ơi, ba đi diễn nhanh nhanh về với con, chở con đi đó đi đây đi chơi nha. Rồi con muốn đi chơi đâu, con nói ba con luôn đi. Dạ con thích đi Hàn Quốc á. Ờ đó, con thích đi Hàn Quốc nha ba. Thôi ba ráng ba đi Thái Lan ba cài xong rồi ba cho con đi Hàn Quốc. Rồi ba thay vì ba đi chơi Thái Lan á thì cha con mình đi Hàn Quốc, rồi dẫn luôn ông bà ngoại đi. Ông bà ngoại đi Hàn Quốc bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Con muốn cho ông bà ngoại đi cùng không? Dạ có. Đó, ba ơi, ba ráng cày đưa thêm ông bà ngoại rồi mẹ con luôn đúng không? Dạ. Rồi về cả nhà mình. Thôi ba ráng ba cày nha. Rồi xong rồi ba đưa cả nhà mình đi Hàn Quốc nha. Thôi sang năm tới nha.
tháng 6 sang năm sinh nhật Tin Tin rồi đi Hàn Quốc tổ chức sinh nhật luôn nha. Dạ. Ồ, quá hay luôn, link vô luôn. Nhiều khi là Tin Tin là làm nhiều thứ, Tin Tin cũng đi biểu diễn nghệ thuật, cũng đi học cũng rồi, nhưng mà Tin Tin vẫn có những cái ước mơ thầm kín mà có lẽ là không có chương trình này chưa chắc ba con biết, đúng không? Đúng không? Nếu mà hôm nay con không gặp chú không nói ba con cũng đâu biết đâu. Ha, rồi chú nói ba con rồi đó, chắc chắn là mai mốt mà đi Hàn Quốc thì có gì nhớ chú nha. Dạ. Nhớ dắt cho chú đi kén một suất nha. Dạ. Rồi, vậy ba tài trợ cho chú Điền Coleman đi luôn nha. Rồi. Còn bây giờ chú hỏi qua tới bạn Phúc nè, đó. Con có muốn nói chuyện gì với ba mẹ con không? Con muốn. Đó giống như Tin Tin vậy đó. Còn Phúc nè, Phúc ơi, con muốn nói gì ba mẹ con? Ba mẹ con thứ bảy chủ nhật đi chơi hoài. Phải không? Con muốn nói gì ba mẹ không? Con muốn đi đâu chơi nè? Con muốn ước mơ ba mẹ con sẽ dắt con đi đâu chơi? Dạ là con muốn ba mẹ con, ha. Hả? Những con đi Singapore chơi. Đó thấy chưa, bây giờ trời ơi, ba bạn của chúng ta là đều ước mơ rất đơn giản, không có đi trong nước, đi nước ngoài không à. Bên đây đi Hàn Quốc, còn bên đây đi Singapore hả? Tại sao con thích Singapore? Singapore có Universal. Tại sao chứ? Tại gì chứ? Là một cái công viên giải trí rất là đẹp, rất nổi tiếng bên đó nha. Còn bên Hàn Quốc có cái công viên Everland. Trong đó là Hàn Quốc cũng có nhiều chỗ chơi. Chỗ chơi cho con nít, đúng rồi. Còn Singapore là có cái Sentosa với lại Universal Studio rất là đẹp nha. Rồi, có gì thì đó chú nhắn gửi cho bố mẹ của Nguyên Phúc nè. Rồi bố mẹ có đi đâu á thì cố gắng sắp xếp thời gian hè sang năm hay gì đó, hay là một cái dịp, hay thậm chí gần nhất là Giáng sinh này, nếu được thì cho Phúc đi Singapore một chuyến ha. Đi vô công viên giải trí chơi cho biết ha. Dạ. Rồi. Còn giờ tới Tuấn Anh chắc ngồi nhiều nỗi niềm lắm. Nãy là nhiều lắm đúng không? Rồi có nhiều con nói hết đi. Không có thơ, không con không có cơ hội nữa đâu. Con muốn con nhiều hơn. Và chú bảy chủ nhật á, con muốn mẹ con đừng có ngủ nướng nữa, chở con qua nhà chị dâu với anh Mục Tiên chơi. Chị dâu với ai? Chị dâu với anh Mục Tiên. Chị dâu với anh Mục Tiên hả? Là ngày thứ bảy chủ nhật mẹ con hay ngủ nướng lắm hả con? Dạ. Hả? Mẹ con ngủ tới mấy giờ mà con kêu là ngủ nướng? Dạ những ngày mà mẹ con đi diễn hay cái gì á là dậy sớm lắm, còn ngày nào mà không có show gì á là con ngủ dậy. Sao con không kêu ba con dẫn đi? Mẹ không dẫn đi, ba dẫn đi. Con không có ba. Ô thế à, con không có ba hả, là sao? Là lúc mà con chưa đẻ ra ba con, mẹ với ba con kết hôn rồi á. Kết hôn được có 5 ngày rồi chia tay. Rồi mẹ con mang bầu con rồi đẻ luôn. Ồ, vậy hả con? Trời ơi. Ồ, tới đoạn cuối đang chuẩn bị chia tay với quý khán giả, quý phụ huynh thì lại có lại lòi ra một cái thông tin từ bác Tuấn Anh rất là, phải nói là rất là đáng thương ha. Rất cảm động, rất đáng thương, bởi vì bé là chỉ có sống với mẹ từ bé luôn, từ lúc mà con mới có 5 ngày thôi. Ồ. Rồi là, nhưng mà con bây giờ con cũng không biết mặt ba con là ai luôn. Rồi. Thôi thì chú mọi người nghe rất là thương đúng không? Mà con như vậy là chú thấy con xuất sắc á, tại vì con có một mình ở chung với một mình mẹ thôi mà con lanh lợi, rồi con năng động, vậy là chú thấy rất là vui mà ngoan nữa. Hen. Thôi thì vậy thì con phải thương mẹ hơn đúng không? Tại vì mẹ con có một mình thôi mà lo cho con. Cho nên nhiều lúc mẹ con phải đi lo kiếm tiền nè, nuôi con, rồi mẹ con phải lo chăm con mà không có ba. Các bạn này còn có ba mẹ bên cạnh đúng không? Con có bao giờ con ước mơ con được gặp lại ba con không? Dạ. Không luôn. Con biết tại sao ba... Tại sao con không muốn gặp ba con? Tại vì ba con với mẹ con á, là tại vì ba con không có thương con. Còn hơn nữa là ba con có đi làm việc xong rồi thấy mẹ con làm cũng giỏi rồi á,
xong rồi bị đuổi việc á, rồi ở nhà á không có đi làm gì hết, đi xin tiền mẹ con rồi đi đánh cờ bạc á. Tội vậy nữa hả? Trời ơi. Mà cũng không thương con luôn. Ba. Con có biết mặt ba con không? Dạ. Mà con không muốn gặp lại luôn. Hi, quý vị và các bạn thân mến. Đó, bên cạnh những cái ước mơ mà nhỏ nhoi của các bé đó là vui chơi là, thì ngoài ra các bé mình cũng thấy là cái tình cảm của cha mẹ dành cho các bé là rất lớn. Có thể nói là các bé chỉ nói ra những cái câu chuyện là con muốn cái này, con muốn cái kia, mình thấy toàn là chuyện vui chơi thôi. Nhưng mà ẩn đằng sau đó có lẽ là tất cả quý vị phụ huynh của chúng ta và đặc biệt là những người trưởng thành, chúng ta hoàn toàn thấu hiểu được là trong thâm sâu nhất các bé rất cần tình cảm của ba mẹ, rất cần sự quan tâm của ba mẹ với mình. Và ở đây thì có những cái hoàn cảnh nó cũng riêng với bà, với bé Tuấn Anh này nó rất éo le đó, nhưng mà thật sự Coleman vẫn mong rằng một lúc nào đó nếu như bố của ba Tuấn Anh xem được cái clip này thì bố Tuấn Anh tìm cách nào đó để hàn gắn, để xoa dịu lại cái nỗi đau, cái thiếu sót của mình đối với con trẻ. Có thể đối với chúng ta người lớn, vợ bỏ chồng, chồng bỏ vợ, chúng ta đối với chúng ta đơn giản lắm. Nhưng mà nói gì nói, con cái là trên hết. Cái này, đây là một cái, thực sự là cũng là một cái trải nghiệm của Coleman. Và Coleman hiểu rằng, nói tóm lại, con cái chúng ta là trên hết. Đôi lúc bố mẹ phải hy sinh, mỗi người nhường nhau một chút, bớt cái tôi lại, để cuối cùng chúng ta giữ một cái gia đình hạnh phúc, để con cái chúng ta vui vẻ. Bởi vì nếu có mẹ không, không có ba, cũng buồn lắm. Nhưng mà đó, trường hợp của bạn bé Tuấn Anh là một cái minh chứng sống động mà Coleman nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ phải suy gẫm. Và còn cái riêng cái ước mơ của Tuấn Anh thì con chú cũng thay mặt con để nói mẹ Tâm ơi, mẹ Tâm cố gắng là sáng mẹ Tâm chịu khó thứ bảy chủ nhật mình ráng dậy sớm một chút ha, xong rồi cho con cho Tuấn Anh đi chơi qua nhà thăm chị dâu với anh Putin, đúng không? Đó, ước mơ con trẻ chúng ta đôi lúc có chút xíu thôi mình ráng chút xíu ha, tất cả chúng ta. Mặc dù là Coleman biết rằng tất cả quý phụ huynh rất là nhiều việc, rất bận rộn, nhưng mà thôi cố gắng chút xíu, dành tí thời gian cho con cái. Coleman cũng vậy, mình là một người vô cùng thiếu sót với con cái và luôn luôn cái điều rây rứt lớn nhất của mình vẫn còn thiếu thời gian dành cho con cái. Cố gắng hết sức trong phạm vi có thể. Rồi còn bây giờ thì Coleman xin chào tạm biệt các con. Tạm biệt tất cả quý khán giả, và trước khi chúng ta chia tay ở đây thì chú sẽ có mấy món quà ở đây cho con nha. Rồi mỗi bạn ra tự chọn một món đúng không? Đó, tụi con thích gì ra chọn mỗi người một món. Chú sẽ có 3 món quà để gửi tặng ba mẹ, cho gia đình ba mẹ con, phụ huynh của con nha. Đó là 3 cái áo thun Coleman. Ok. Rồi. Rồi tụi con bước ra đây đi, để chú đẩy này ra tụi con lựa nha. Rồi. Rồi tin tin này đây. Rồi tụi con ai thích gì lấy nè. Rồi tụi con bước tới đi. Tướng Anh nè. Con thích anh xanh. Thích anh xanh. Rồi con thích anh xanh luôn. Rồi ba bạn đều thích anh xanh hết. Bởi vì hôm nay chú mặc áo xanh nè, thấy không? Biết trước rồi. Rồi. Rồi đây thầy chú thôi đây chú tặng cho mẹ con ha, không chú biết mẹ con thích màu gì. Mẹ con thích màu gì? Dạ mẹ con không biết. Thôi con chọn đại đi. Con chọn cho mẹ con đi, một cái màu vàng. Rồi. Đây con chọn cho ông ngoại hay bà ngoại một cái đi. Chú chỉ có còn 2 cái rồi. Cái nào? Rồi cái này con ha. Rồi con mang về con tặng cho ba hay mẹ con tùy. Hãy con thích ai con là ha. Rồi bye bye, vô đây mình đứng lại mình chụp hình tới một tấm nè. Chào tạm biệt khán giả nè. Rồi tạm biệt các con nha. Cảm ơn Phúc nè, cảm ơn Tin Tin nè, cảm ơn con nha. Rồi chào tạm biệt các con. Mọi người nhớ đăng ký kênh Coleman nha. Bye bye. Xin chào tạm biệt. Mời mọi người đón xem chương trình Bí Mật Của Con. Và nếu như quý vị phụ huynh nào thích cái chương trình này và muốn đưa con cái mình đến từ các độ tuổi khác nhau, từ 3 cho tới 8-9 tuổi gì cũng được hết, thậm chí lớn hơn chút xíu nữa, Coleman đang nghĩ tới một cái câu chuyện, một cái bí mật của con mà làm với các bạn ở cái tuổi tin tin chút, 12 tới 16 tuổi chắc cũng có nhiều chuyện độc đáo lắm. Còn bây giờ thì hiện tại bây giờ thì bí mật của con chỉ dành cho các bé nhỏ thôi, từ 3 tới 7-8 tuổi thôi. Quý vị phụ huynh nào mà muốn
các bé giao lưu với chú Colorman và kể cả cũng muốn được khám phá bí mật của các con mình, thì mọi người đừng ngần ngại đăng ký trên fanpage của Colorman hoặc để lại comment bên dưới các cái video clip, các cái tập của bí mật của con. Còn bây giờ thì Colorman xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin chào.